Thưa các bạn, chúng ta đang có mặt tại đường vào cái Tràng An cổ. Trời đang chuẩn bị mưa. Đang mưa rồi chứ không phải chuẩn bị nữa. Tôi vẫn cố gắng và vợ tôi cùng học trò cũng vẫn cố gắng để vào đây. Ở trong này có một cái điểm rất quan trọng đối với đất nước, đó là cái nơi hội tụ linh khí của đất trời khu vực phía Bắc. Nó cũng như là một cái điểm, cái rốn của Long Mạch. Cho nên chúng ta phải vào đây kiểm tra xem mọi thứ nó có an toàn hay không, hay là bị chấn yểm gì, để rồi đất nước của chúng ta nó chưa gọi là sinh thiên tử. Cho nên bây giờ chúng ta hãy vào đó để kiểm tra. Nếu như có vấn đề, tôi sẽ xử lý vấn đề ở đây để thúc đẩy đất nước phát triển. Mời các bạn theo tôi. Thưa các bạn, đây là bến đò để chúng ta đi vào nơi cái điểm quan trọng của cái Tràng An cổ này. Không gian ở đây khá đẹp. Ở kia xa xa các bạn nhìn thấy một cái vách núi có chữ, khắc chữ ở trên vách núi. Chúa Trịnh Sâm đã cho tạc bia năm 1770. Đi thuyền này hả cô? Vâng. Các bạn, trời đang mưa. Trời đang mưa. Tôi vẫn cố gắng phải đi tại vì lịch trình của chúng ta còn rất dài và phải vào đến tận trong thành phố Huế, cho nên còn chúng ta cứ phải tranh thủ đi cho nó hết các cái điểm cần phải đến. Thưa các bạn, trước mặt các bạn là các cái hình vẽ. Đây này, đây là cái hình vẽ gì đây? Mỗi khi thắng trận trở về, vua Đinh Tiên Hoàng cho lập đàn kính thiên tại đây, lễ tạ trời đất cầu siêu cho các linh hồn tướng sĩ. Và thưa các bạn, thì ở đây thì có một điểm gọi là điểm trấn của tâm linh. Và tôi sẽ xuất hồn để kiểm tra ở nơi này xem có vấn đề gì. Trang đã chuẩn bị bộ bài. Thưa các bạn, ở nơi này thì âm khí ngút trời. Có lẽ cô cho quay lại, quay vào bờ cho cháu để cháu lấy cái đồ trên xe. Thưa các bạn, tôi phải vòng vào bờ, tôi phải lấy bộ trận đồ trên xe của tôi để giải trấn nơi này. Thưa các bạn, thứ nhất chúng ta phải nói tổng quan về cái cố đô Hoa Lư này. Đây là một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với cái địa hình địa thế. Trước đây thì nó sẽ là cái gọi là cái ưu đãi về mặt quân sự. Còn bây giờ nó là cái địa điểm và danh lam thắng cảnh nổi tiếng cả nước. Nó được gọi là Vịnh Hạ Long trên cạn. Và xin thưa các bạn, cái điểm mà tôi nói đến đó là cái rốn năng lượng của cả khu vực lẫn là cái long mạch của đất nước. Thì cái thông tin này không phải là ở trên báo đài hay là trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà đây nó là cái con mắt thiên nhãn của tôi nhìn ra và tôi đến đây để xử lý nó. Vừa rồi tôi xuất hồn và tôi nhìn thấy âm khí nơi này rất nặng, và đây cũng là nơi hội tụ linh khí của cái đất cố đô Hoa Lư. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng trận đồ ngũ hành bát quái này để giải trấn nơi này. Thưa các bạn, lại phải nói lại trận đồ bát quái. Thực ra thì trước đây Cao Biển là một môn đồ của môn phái Huyền Không, mà môn phái Huyền Không thuộc đạo giáo và do Mẫu Cửu Trùng Thiên sáng lập, và tôi là người ngồi ghế Mẫu Cửu cho nên tiếp quản chức trưởng môn của môn phái Huyền Không. Cho nên để phá các trận đồ này, các trận đồ thường được dùng bằng cái bát quái đồ và hoặc là ngũ hành kỳ trận. Thì lúc nãy ở đền Vua Đinh
chúng ta đã thấy nó năm cái như kiểu cái răng bừa nó cắm vào thành cái hình bát trận đồ ngũ hành kỳ trận. Và đối với tôi thì giải những cái trận đồ này nó rất là đơn giản, nó giống như mở khóa một cánh cửa mà thôi, cũng giống như cái trận đồ của Cao Biền ở sông Tô Lịch tôi đã giải. Và ở đây tôi đã dùng trận đồ ngũ hành kỳ trận của mình để giải nơi này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra cái kết quả của cái trận đồ để chúng ta giải cái điểm quan trọng của đất nước, cũng như là tháo gỡ những cái nút thắt ở đây để cho linh khí bắt đầu hội tụ về đây, để rồi đất Ninh Bình này sẽ sinh ra những thiên tử của các đời sau. Trang đưa bộ bài. Chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra. Thưa các bạn, ở đây có nhiều những cái bến đò để đi tham quan các cái vùng danh lam thắng cảnh ở đây, nhưng tôi chọn bến đò này và chọn nơi này vì đó là huyệt đạo, cũng là điểm tích tụ năng lượng của vũ trụ. Nó sẽ sinh ra gọi là cái khí thiêng của đất nước. Các bạn hiểu chứ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra. Úi trời. Các bạn càng ngày càng thấy sự linh ứng của các lá bài. Ui trời ơi. Thưa các bạn, người phụ nữ này đã xuất hiện ở đây. Đây chính là gõng cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mã tổ. Sáng nay tôi ở đền Đinh Tiên Hoàng tôi không nhìn thấy, nhưng ở đây thì nó xuất hiện người phụ nữ này rồi. Nhân dân Ninh Bình, người dân Ninh Bình không thể tha thứ cho con người quê gốc Ninh Bình đã làm những cái việc tày đình đối với quốc gia và đối với quê hương chính nơi người ta sinh ra. Đây là một điều vô cùng ác độc, thưa các bạn. Chưa được, tôi phải xuất hồn để xử trí tiếp phần ở phía trên. Thưa các bạn, người phụ nữ này cũng ở điểm này cũng đã dẫn một người pháp sư người Tàu to béo đầu trọc và mắt xích, bên mắt trái có cái nốt ruồi, có lông lông ở mũi cứt ruồi thì ra. Đây là một điều vô cùng dã man. Phan Thị Bích Hằng sao lại như thế này, lại rước voi về dày mã tổ như thế này. Chúng ta cùng nhau kiểm tra lại. Rất tuyệt vời thưa các bạn, rất tuyệt vời thưa các bạn. Atzo đã hiện lên ở địa điểm này, linh khí của trời đất sẽ tập trung vào địa điểm này từ bây giờ trở đi. Tôi xin nói lại điều này. Nhân dân Ninh Bình hãy nhớ, người dân Ninh Bình hãy nhớ, chính người con của đất Ninh Bình này đã rước voi về dày mã tổ. Đây là cái điều không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được. Một con rắn, một con lươn đã làm những việc kinh thiên động địa, chấn yểm cả những cái điểm quan trọng nhất của đất nước, đó là đại long mạch của đất nước, cũng như là cái nơi tích tụ linh khí cho đất nước. Họ đã đưa cả pháp sư Trung Quốc sang bên này để chấn yểm. Đây là một điều vô cùng dã man, vô cùng dã man. Chúng ta không thể chấp nhận được. Và tôi sẽ phải ở đây và đi đến các điểm nữa của Ninh Bình, chắc phải hết ngày mai. Tôi sẽ đến các điểm xem những điểm nào người phụ nữ này đã đến và đưa các pháp sư người Tàu đến đây để chấn yểm nước Nam này. Tôi sẽ giải chấn và lật tẩy bộ mặt, lật tẩy dần dần bộ mặt. Thì sau khi chúng ta lật tẩy xong thì tôi tin một điều rằng những người dân Ninh Bình không thể tha thứ cho con người này. Đây là một điều rất dã man thưa các bạn. Và bây giờ việc của chúng ta ở đây đã xong. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan ở trong này. Tôi xin phép được up clip luôn. Còn lại, tại vì bây giờ chúng ta mới đã bắt đầu xuất phát cái chuyến đi này, cho nên cứ đi vào trong, sau đó chúng ta sẽ quay ra và đi các tiếp các cái điểm khác để giải trấn các điểm tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ý là cô thì cô chèo đò ở đây, nhưng cô cũng có gặp cô Phan Thị Bích Hằng là và cả đèn nhà Trần trong khu sinh thái trong kia, với cả ở động hang luồn đây, cả trời đến ngàn đây, cổ đây, đến đây đúng đến không? đây, có đến đây, có bước chân đến đây, cô có chứng kiến. Vâng.
Vâng. Dạ, không biết là đi với ai, tại vì mình thì là dân làm thường nên là mình cũng chỉ biết là vậy thôi. Vâng. Chỉ biết là có bà. Vâng. Cô có biết gì nữa không? Cô có nhìn gì nữa không? Không ạ, chỉ thấy vậy thôi ạ. Vâng ạ. Vâng. Rồi em quay ra đây nào. Thưa các bạn, vừa rồi đó là một cái thông tin vô cùng tương tác về cái thực tế, đó là cô lái đò ở đây, cô đã chèo đò ở đây rất nhiều năm và cô đã chứng kiến Phan Thị Bích Hằng đã đến đây và đến đền Trần ở trong cái Tràng An cổ ở phía bên kia. Và ngày mai tôi sẽ đến đền Trần đó để giải trấn. Các bạn hiểu chưa? Đây là một điều vô cùng dã man, vô cùng dã man. Và hôm nay các bạn có thể được kiểm chứng và trải nghiệm rằng những gì tôi nhìn đều có sự tương tác cụ thể. Và rất may mắn cho chúng ta là khi chúng ta đang chuẩn bị kết thúc clip thì cô lại lên tiếng với chúng ta. Rất tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.